Trong khi chờ đợi vũ khí được chế tạo, hãy xem thông tin trên Internet hiện nay. Mặc dù các vụ nổ mặt trời dẫn đến nguồn điện bên ngoài bị ảnh hưởng, nhưng hiện tại vẫn chưa bị ngắt kết nối hoàn toàn. Trên phố dâm toàn là tin nhắn cầu cứu. Hiện tại tình huống này ngoại trừ chính phủ ai dám đi cứu người, đi rồi, sợ là không còn ai nữa. Tôi đoán hầu hết chúng đều là bẫy do các băng nhóm cướp đặt ra. Có một ông chủ thu gom phế liệu muốn đổi 500kg sắt lấy thức ăn. Đây thực sự nằm mơ cũng khó có thể tin được. Nhưng 500kg này có thể chế tạo một lô vũ khí rồi. Ông chủ đổi sắt như thế nào? 100 cân gạo, 10 cân thịt, 10 cân rau và trái cây. Thật lòng đừng mở miệng quá nhiều. Theo báo giá hiện tại, một miếng sắt giá 10 cân gạo. Gửi cho tôi địa chỉ nếu bạn đồng ý. Anh ơi, anh mặc cả này không theo quy tắc đâu. Bình thường không phải là cắt một nửa trước sao? 30 cân gạo, 4 thì đến đổi. Đừng tiêu hao thức ăn, bây giờ quý lắm trời. Chết đói ai muốn sắt của anh? Món hời tôi sẽ đổi, địa chỉ ở số 115, đoạn 3 đại lộ Thông Hồ, ngoài ông, bao giờ bạn đến? Đừng vội, tôi sẽ thông báo cho bạn. Sao có thể không vội, tôi đã không ăn cả ngày rồi, 9 cân. Tôi có thể bớt một cân thức ăn, bạn có thể đến trong vòng 1 giờ nữa không? Đến nơi tôi sẽ liên lạc, người này sợ là cũng có vấn đề. Khẩu súng đi sắt Egan và 50 viên đạn đã hoàn thành. Hơi nặng. Cái này hình như ở nước ngoài đều dùng để săn bắn. Súng săn rất mạnh, nhưng sử dụng hơi khó. Lần sau phải giữ bình tĩnh mới được. Làm cái gì đó thiết thực đi. Bây giờ có vũ khí, tôi phải đi đổi sắt xem có vấn đề gì không. Tin tức báo, mặt trời sắp di chuyển. Đợt bùng phát tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong 30 phút nữa. Xin vui lòng nhanh chóng thông báo cho gia đình và bạn bè bên ngoài về nhà. Không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mặt trời đang di chuyển, sao lúc này chuẩn bị bùng phát rồi? Đùa tôi à? Xem ra muốn ra ngoài ở nơi trú ẩn cũng không được. Vào phòng thủ, những sắt này rất quan trọng, phải tìm cách. Đúng rồi, trước đây hệ thống không phải nói có thể chế tạo robot trí tuệ nhân tạo sao? Viện nghiên cứu nâng cấp hệ thống robot trí tuệ nhân tạo. Tạo sản xuất băng nâng cấp thành công. Hiện tại còn lại 5.200 điểm sinh tồn. Bây giờ bạn có thể chế tạo robot cấp thấp. Cấp độ càng cao, robot càng thông minh, năng lực càng mạnh. Cụ thể bạn có thể đến phòng nghiên cứu khoa học kiểm tra. Đây có phải là nơi sản xuất robot? Càng ngày càng khoa học viễn tưởng. Hệ thống bây giờ có thể chế tạo robot gì? Hiện nay chỉ có thể chế tạo một thế hệ robot bình thường. Có thể vận chuyển tìm kiếm. Thông tin cụ thể của robot như sau. Robot thông thường có mạnh như vậy không? Vậy robot cao cấp phía sau không lẽ mạnh hơn nữa sao? Vật liệu sản xuất này tôi không có, lại phải dựa vào đổi nữa sao? Nhìn thì không có cảm giác rẻ, nhưng bây giờ tôi phải chuyển nhà và sau đợt bùng phát khác, tôi chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Dường như dù đau đớn thế nào cũng sẽ làm được. Hệ thống đổi vật liệu của 5 robot và sản xuất. Phải mất 5 giờ để nhận được 5 robot. Tốn nhiều thời gian vậy sao? Đổi vật liệu sau dây chuyền còn lại 3.800 điểm sinh tồn. Cảm giác đau lòng. Điểm sinh tồn càng ngày càng ít. Quên đi, trước tiên đi nghỉ ngơi một chút rồi quay lại đi, 5 giờ còn đủ thời gian. Cuối cùng cũng xong. Mặc dù là robot thông thường, nhưng sau khi nhìn thấy thật sự cũng quá sốc. Điểm sinh tồn này không bị lãng phí, quá đúng giá. Với những robot này, muốn ra ngoài làm việc thì đơn giản hơn nhiều. Ra ngoài với tôi, hãy để tôi xem những robot này có gì. Thật là bất ngờ, vãi đạn luôn. Tôi tưởng nó sẽ chậm lắm, thật linh hoạt. Và sức mạnh quá mạnh, chỉ tiếc là tôi không có chỗ để đặt mục tiêu. Nếu không tôi còn muốn xem kỹ năng bắn súng của nó nữa. Nhưng điều này đã làm tôi rất hài lòng rồi, tôi rất tốt. Bước tiếp theo là gửi họ giúp tôi hoàn thành giao dịch.